Xin chào anh em. Ok, Tuấn xin phép chào tay chào anh em buổi trưa. Chúc anh em buổi thứ hai đầu tuần vui vẻ. Chào anh Nguyễn Hồng Cương. Nghe là có vẻ tài liệu tối hôm qua Đồng Nai và quận 7 đang hot, thì Tuấn chia sẻ cho anh em ít tài liệu và giả lập như sau. Ok, thank you mọi người. Cái giả lập này ấy, Tuấn ghi cho anh em rất rõ ở đây. Ở đây Tuấn viết thêm ở đây, anh em đang cắt này. Nó thật sự quá rẻ, Tuấn muốn mang lại cho anh em sự cảm giác. Ở đây ghi cảm biến, nút bullin màu đỏ. Cái nút bullin màu vàng là cảm biến VS. Anh em đừng có hỏi VS là cái gì, VS là tốc độ Oleo. Bên này nó là cái báo xăng. Thì tiếp tục, đầu tiên anh em chưa làm quen, Tuấn sợ lộn dây, thì Tuấn ghi cho anh em luôn. Cái dây màu xanh thì tương ứng cho bullin màu xanh thì nó là xăng. Cái bullin màu vàng tương ứng là dây màu vàng là VS. Cái bullin màu đỏ tương ứng là cảm biến. Thì anh em cứ vậy để bô cho Tuấn, được chưa? Chiều nay ship cop hơi bị nhiều, anh em nào cần inbox. Bởi vì nó quá rẻ để phục vụ cho anh em chinh phục tất cả những dòng xe phun xăng điện tử. Dù nó là cái xe gì, dù nó là con cảm biến gì thì nó hoạt động đều như nhau. Đấy, ghi rất rõ cho anh em. Đấy, cái này về nhà chúng ta giả lập vài lần chúng ta sẽ quen ngay. Tuấn ghi thêm cho anh em khỏi phải quên. Rồi, cảm biến màu đỏ nhé. Còn hai sợi dây màu xanh và màu đỏ nó sẽ là phải từ nguồn ắc quy cung cấp cho cái bộ này. Đấy, âm và dương. Cái bộ này bán thật sự ấy, kiếm cốc nước uống thôi, làm nó mất thời gian cực khổ lắm nhá. Và Tuấn thiên thưa luôn, những cái quyển tài liệu này ấy không phải là anh em cứ phải chăn dằn nhau, chẳng ai tài giỏi gì cái này cả. Và đặc biệt anh em nào chưa qua đào tạo hay chưa có hướng dẫn thì mua những quyển tài liệu này về nhà chẳng qua chỉ biết tham khảo thôi. Tuấn ví dụ như sở mất kỳ, Tuấn được ghi và viết trong này ra thì chẳng bao giờ bảo cái phần mềm hay là cái tài liệu này là của nhà xuất bản. Bởi vì trên Việt Nam chẳng có ông nào mà viết ra tài liệu mà ông đăng ký bản quyền được ạ. Đúng không? Bởi vì ở trên Việt Nam này chưa ông nào làm được điều đấy. Nên tài liệu chứ anh em cứ sang tay mỗi người một chút xíu về nhà viết và nó sẽ ra. Nên cuộc sống, nên anh em điều khi có những quyển tài liệu này chúng ta lại phải la và chăn dằn nhau ở trên mạng Facebook. Chẳng cả cái gì thật sự ấy. Bữa Tuấn nào Tuấn chụp cho anh em tài liệu, nó chất như một cái xe ba gác. Nhưng Tuấn có bao giờ mà xem những quyển tài liệu, tất cả thầy bà nào trên mạng hầu như tài liệu Tuấn đều có hết. Tuấn không cần mua, hoặc Tuấn mua mà không bán thì anh em cũng gửi cho Tuấn. Nhưng thật sự ở trong quyển tài liệu, nhiều ông thầy bà viết nó rất rườm rà cho anh em. Kể cả quyển tài liệu này Tuấn ghi cho anh em sở mất kỳ, nếu mà không có người giảng thì anh em cực kỳ là khó biết. Kể cả sở mất kỳ ghi cái chữ cực to ở đây để cho nhiều anh em này mắt yếu mắt kém để chúng ta dễ đọc. Đây là quyển trắng đen nhé. Đây, thật sự một cái quyển tài liệu được ghi rõ như thế này cho anh em này, mà thật sự nếu ở đây là một cái hộp SU của SH hoặc là lít của lít Valeo, cái này là lít loại 2 jack ở đây. Thật sự để không có một người giải thì anh em cầm quyển tài liệu này nó như kiểu một người mù mua phải quyển tài liệu. Thì phải có người hướng dẫn, ừ cái chân số 1 là chân gì, số 2. Và chúng ta phải cầm cái mũi, cái bút để chúng ta đánh cái dấu mũi tên. Tiếp tục cái này số 3 là cái gì, cái hàng thứ tự từ 1 cho tới 12. Cái này là vị trí chân của con SU. Jack A, jack B, nó có 3 sợi dây, gồm số 1, số 5, số 6. Anh em hiểu chưa? Và một là cái gì, hai là cái gì, và ba là cái gì. Và người hướng dẫn cho anh em phải lấy cái bút để anh em đánh dấu mũi tên đi tới hay đi lui thì anh em mới cảm nhận ra. Đấy, và đặc biệt cái chân số 10 ghi cho anh em và đọc cho anh em. Số 10 là cái gì, là chỉ biết là sân biệt sóng đỏ. Cái này là tín hiệu đi ECM. Chúng ta phải gạt cái mũi tên đi, mũi tên như nào, mũi tên về thì anh em mới hiểu được nhá. Còn những quyển tài liệu này Tuấn bán rẻ còn hơn bó rau muống. Quan trọng là một người nào hướng dẫn cho anh em đọc được cái quyển tài liệu này không, và anh em có bỏ cái tiền ra bán cái nhẫn này không để đầu tư bộ khóa này không thì chúng ta sẽ thành công. Còn bây giờ kể cả anh em tới trường học ABC bờ cờ sơ đồ mặt điện nhìn hoa hết cả mắt thì về nhà anh em vẫn không bao giờ thành công. Cái này ghi được cho anh em cực kỳ rõ từ thứ tự từ 1 cho tới 12. Đấy chưa?
nó rất rõ cho anh em. Nhiều lúc anh em chưa làm được, anh em lại nhìn ba sơ đồ. Nên cuộc sống ấy, cái gì cũng vậy, mua tài liệu thì anh em phải học thì nó mới thành công. Phải có một người diễn cho anh em. Như một người lên kịch bản mà người đấy không diễn, không tập, không diễn thì hầu như kịch bản đấy bỏ. Anh em hiểu không ạ? Thật sự ấy, Tuấn nói cho anh em thế này luôn, không phải là ở trên mạng Facebook làm thầy làm bà mà dễ. Có nhiều ông thầy dạy các bạn ra, nghiêm cấm các bạn không được dạy lại. Nhưng thật sự yếu tố cái tư duy là ở con người. Không phải ở trên mạng này một ông thầy dạy các bạn ra giỏi, các bạn cũng làm thầy được. Không phải, nó phải có cái năng khiếu. Thứ nhất, cái thứ hai các bạn phải có tiền. Các bạn không có tiền, các bạn đầu tư công nghệ và xe thì các bạn dạy cho ma học à? Nên cuộc sống này, nếu thật sự người nào có khả năng, người nào có một cái tiếp thu tốt, người nào cảm thấy trời phú cho một cái duyên để anh em chúng ta trên mạng cộng đồng gặp nhau thì người đấy sẽ mới thành công. Anh em thấy ở trên Việt Nam có rất nhiều thầy bà giỏi, nhưng dạy những anh ấy về có ai làm thầy được không? Đó là một cái duyên, một cái mà để trời cho, một cái là để cho lại mang anh em chúng ta có cái duyên để gặp lại nhau. Như Tuấn này, trên bà ở trên mạng này có ai dạy Tuấn đâu, nhưng vẫn cố gắng hướng dẫn được cho anh em. Tuấn không phải làm thầy nhá. Anh em nào lớn Tuấn gọi bằng anh em nào nhỏ gọi bằng anh Tuấn. Chúng ta hơn nhau 1-2 tuổi gọi là bạn. Đó là một cái duyên tự nhiên Tuấn hướng dẫn cho anh em, mà phải hướng dẫn làm sao dễ hiểu. Nên cuộc đời này tất cả ở trên mạng, đừng có phải thằng này dạy cho thằng kia, mà về nhà mà không được dạy. Nói chung anh em người ta có khả năng, có cái giao tiếp tốt, có cái tư duy tốt, có một cái truyền đạt tốt, mang lại cảm hứng cho anh em thì chúng ta cứ làm. Đúng không? Có thiên hạ ở trên này, thật sự thì Tuấn bán bất kỳ một điều gì thì bất kỳ một ông thầy hay ông mạng là trên Facebook cũng không bao giờ được xen chân vào. Bởi vì cuộc sống làm ăn Tuấn chẳng có học. Đây là Tuấn chia sẻ. Hôm qua giờ Tuấn thấy tài liệu giữa anh Trần Tân và anh Ngô Hoàng nghe nó nổ kinh khủng. Cái tài liệu là cái gì? Cái quan trọng là tố chất tư duy chúng ta đọc và chúng ta phải hiểu và chúng ta phải có share. Thật sự bây giờ những cái tài liệu bây giờ đưa đến tay anh em thì Tuấn rất nhiều tài liệu ở trên mạng Facebook, từ ông thầy to, ông thầy nhỏ, tài liệu Tuấn có hết. Có hết tài liệu. Thật sự nhiều anh em Tuấn cứ bảo, anh Tuấn thích không? Ông thầy này có tài liệu, em cho. Không cần. Bởi vì tất cả bây giờ nó chỉ là hư vô và hư bảo. Nên chúng ta đừng có chăn dằn nhau. Anh em chúng ta có tiếng tăm, hãy chịu khó nhắn tin comment bảo nhau. Đấy, chúng ta đừng có lên mạng. Tại sao ở Việt Nam mình nó cứ chém gió như mấy ông sản xuất máy chuẩn đoán vậy, cứ ông nọ múc ông kia. Thì chúng ta phải làm sao để chứng tỏ ok thì anh em người ta cảm thấy nghe lọt cái lỗ tai, người ta dễ hiểu, người ta sẽ ủng hộ thôi. Nên Việt Nam là vậy, kể cả những ông sản xuất máy chuẩn đoán ở trên Việt Nam có mấy ông ấy cứ múc nhau luôn thôi. Thì hãy đẳng cấp sản xuất ra một cái máy thiết bị cảm thấy ok, sai không bao giờ gọi là từ lỗi và lầm. Và đặc biệt gọi điện thoại hỗ trợ phải 24/24. Đúng không? Phải có đường dây nóng hỗ trợ cho những anh em mù công nghệ như Tuấn. Đấy. Thì đương nhiên nó mới thành công trên mạng và đánh tới lòng những anh em nào cảm thấy người ta có một trái tim lòng nhân ái, người ta dễ hiểu, người ta sẽ tiếp nhận. Nên chúng ta đừng có múc nhau. Nên mới ông trên mạng ăn xong rồi anh em cứ hơi tí khả khịa nhau. Cuộc sống cứ thoải mái đi. Chim bay thì cá lặn. Không thể nào một tay ông này che luôn cả bầu trời, giống là thái giám Công Công được. Cũng chết. Đúng không? Chẳng có bao giờ một cái tay này che được cả bầu trời. Chúng ta đơn giản ra chợ bán cá. Có 10 người bán cá, bán tôm, bán tép như nhau. Nhưng khi Tuấn lượn qua 10 cái người bán tôm, bán cá, cảm thấy người này có riêng. Em này đẹp gái, nói dễ thương, cá em tươi, ăn mua nhá. Ok, thì ok, cảm thấy em ấy bảo cá tươi, em đẹp gái thì Tuấn mua, 9 người kia Tuấn không mua. Còn nếu mà Tuấn có cái lòng từ bi nhân ái, tiền nhiều, tiêu không hết, mua luôn 10 người, mỗi người một con. Xin phép nghe thoại trong vòng 30 giây. Nên Tuấn đã chia sẻ rồi, kể cả một người không am hiểu, cầm một cái quyển tài liệu, cầm một cái thiết bị động trời, lung trời lở đất,
cũng không bao giờ làm vu sa ngự từ này rồi nếu không có người hướng dẫn và không có xe để anh em thực hành. Anh em hiểu không? Đấy, chưa kể huống chi là ba sơ đồ mặt điện vẽ như con run con rết, và chẳng có tài liệu nào trên Việt Nam ông nào mà đúng 100% cả. Ông này mê ngủ, đánh con số nó lộn thật sự luôn. Tất cả in mặt bo hay là tài liệu đôi khi còn mê ngủ, chứ huống chi tay đây này, anh em thấy không ạ? Đẻ ra này, ngắn dài này, ông này có 4 ngón này, ông này cho 6 ngón này. Đấy, nó đơn giản là như vậy. Nên chúng ta hãy mở rộng ra. Mở rộng ra. Còn tài liệu tất cả trên mạng bán tràn lan tí tách, thì anh em nào cảm thấy chỗ nào tin tưởng thì mua. Tuấn đây bán có 280, cũng một màu một trắng đen, một tài liệu sơ đồ mặt điện 700.000, các bạn được đầu tư 3 ngày. Đó là thêm ít mấy trăm nữa Tuấn hướng dẫn cho anh em dễ hiểu, đúng không ạ? Nói như cái này thôi. Ghi này anh em thấy không? Bỏ công sức ra ghi này. Nó quá rẻ. Ok chưa? Ngày mai bạn nào làm cái bộ này ra, các bạn bán trên thị trường 50k, Tuấn cũng chẳng bao giờ bảo của tiền Tuấn các bạn. Các bạn cảm thấy có giỏi, các bạn in ra các bạn làm. Đấy, ngày mai anh em nào mua hộp này về nhà khui ra, nghiên cứu, lấy bỏ hàn, mua linh kiện về nhà hàn, bán rẻ. Cuộc sống rất bình thường. Cảm thấy người ta tin tưởng ai được bảo hành thì người đấy mua. Còn riêng Tuấn bảo hành cho lỗi 12 tháng. Nên cuộc sống hãy thoải mái đi. Rồi, cái này ra nốt. Đấy, đơn giản này cho anh em nhìn này. Nhưng đâu phải là nhìn từ 1 cho tới 12 chân mà anh em đã học được đâu. Đấy, có nhiều anh em hỏi bảo Tuấn ơi, cái sheet top này là nó ăn điện dương hay là âm thì thua. Đấy, anh em hiểu không? Rồi, nhiều anh em hỏi cái công tắc đề này nó được dập mát hay là dập lửa. Đấy, đâu phải là một quyển tài liệu như này đâu, các bạn phải học. Ừ, đánh dấu, cái này là lửa, cái này là mát. Ừ, cái này là mục tiêu đi đến, cái này là đi lui, phải đi ra đi vào, thì chúng ta phải ở bên nhau, thì tất cả 12 chân này nó phải hoạt động dễ như ăn cơm. Các bạn tin không, trong tương lai chuẩn bị, nếu anh em nào học Smoky tôi nhận 500k một người. Tôi dạy bảo đảm anh em full hết tất cả Smoky, cực kỳ dễ. Nếu thật sự anh em nào thích 500k. Còn anh em nào trong nhóm học online tất cả là miễn phí. Còn anh em bên ngoài nào hồi giờ ấy mà muốn ấy học cái Smoky này 500k. Khỏi cần phải đến tới trường. Tuấn, anh em chỉ cần ngồi ở nhà nhận cái quyển tài liệu này, Tuấn hướng dẫn cho anh em tất cả Smoky hoạt động như thế nào. Và trong cái núm khóa này có cái gì luôn. Còn cái hộp SU này các bạn đừng quan tâm ở trong có cái gì, hư bỏ. Tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn hiểu rằng cái con SU này thế nào là chết, thế nào là sống. À, rục. Thế nhiều bác, nhiều các bạn đôi khi cứ bỏ cái tiền ngu, bỏ vợ, bỏ con đi học cái Smoky này hết mấy triệu bạc. Và cái hệ thống thắng ABS. Các bạn học cái gì? Các bạn học quay cái bắn, các bạn bóp cái tay giật một phát hết vài triệu, nhiều anh em chia sẻ cho Tuấn là vậy. Anh ơi, em học mẹ lên cái ABS này bóp cái thắng giật phát hết mẹ 3 triệu. Đấy. Cái này là Tuấn chia sẻ cho những anh em nào tay nghề yếu, bởi vì cuộc sống nhiều các bạn ấy, nhiều anh em kinh tế còn khó khăn lắm. Cuộc sống của Việt Nam này rất nhiều anh em thợ kiến thức rất kém và đồng thời không có điều kiện. Được không ạ? Năm trăm k mà để tiền Tuấn, nếu ở trong không phải học trong nhóm nhá, anh em nào muốn sờ bất kỳ ấy, sờ đấy, 500k một phát. Tuấn bao luôn tài liệu, hướng dẫn chỉ có sờ bất kỳ thôi. Còn anh em nào trong nhóm thì full toàn tập, full từ tất cả hệ thống xe phun sang điện tử cho tới làm nồi, cho tới sờ bất kỳ.
Anh em không hiểu chỗ nào hỏi tiếp. Chỉ cần về nhà đầu tư một bộ khóa này cho Tuấn. Cái thứ nhất, để nó rèn luyện cái võ công và đôi tay. Cái thứ hai, khách hàng muốn ráp lên con xe phun xăng điện tử thì chúng ta đưa lên luôn, có lợi nhuận. Tiếp tục bảo Tuấn ơi, bán cho bộ nữa. Ok, mình bữa nay nội công lên, mình lại bán có tiền, Tuấn để cho bộ nữa. Chiều nay lên cái bộ này phải 20 cục. Rễ lắm phun xăng điện tử hay là sờ mắt ki hay là sờ mắt cọt này, nó chuẩn bị trở vào hy vãng. Không phải là các bạn có những cái tài liệu này về nhà các bạn làm xe được đâu. Các bạn phải nghiên cứu, các bạn phải hiểu về nó thì các bạn cầm tài liệu đọc mới dễ. Còn chưa kể mới bố bán cho các bạn ba sơ đồ mặt điện về nhà các bạn nhìn, nói chung là lòng quạng đau chảy con mắt. Và nhiều bố nữa dạy không ghi tiếng Việt, tàn từ tiếng Anh tiếng Pháp tắt y sọc g, xong anh em cứ lẩm bẩm y là màu gì, y là màu vàng. Lại nhiều anh em mình lại chậm hiểu, lại bảo con ơi y là gì, bởi vì con mình được học tiếng Anh mà, nó lại dịch cứ nằm dịch cho bố nghe y g g r. Rồi trên đời này thật sự nhiều các bạn đi học cái phun xăng điện tử này tôi thấy bị loạn hết rồi. Học cái làm sao dễ nhất, kiếm tiền ok nhất, thành công. Đấy anh em hiểu không ạ? Đó là câu chuyện Tuấn chia sẻ. Tuấn đứng lên và sống được bây giờ cũng như anh em, cũng đôi tay này vá rất nhiều cái lốp và đôi tay này được chảy rất nhiều máu, bởi vì những cái sắt thép trên xe đụng phải, máu rơi chảy chuộng để bây giờ đổi lại đôi tay như thế này. Nó bỏ ra một cái giá rất đắt mới được như ngày hôm nay. Tuấn hy vọng mình biết những cái gì về phun xăng điện tử, hướng dẫn giải quyết cho anh em cực dễ trên phun xăng điện tử là đi Tuấn vui. Tài liệu 280k combo từ đầu mùa giải tới cuối mùa giải, còn 700k anh em được học 3 ngày. Thì 280 mấy 700 thêm bao nhiêu nhỉ? 300, 400, 420. 420 chúng ta bỏ ra 3 đêm. Ngồi ở nhà vừa ôm chị nhà vừa học được phun xăng điện tử của Tay Ga Điện Toán. Một đêm bỏ ra hơn 100.000. Hơn 100.000 ngày mai có xe vào nổ lặn phặt thì các bạn cũng làm có tiền. Chiều nay đi 20 bộ giả lập. Mà các bạn thấy ở Việt Nam được năng khiếu như Điện Toán ít lắm. Nhiều thằng nó đi học về có cũng có dạy được đâu, bởi vì cái mồm nói không được, cứ lẹt phẹt nói cái giọng nó không rõ ra, chia sẻ ban bận không thực tế thì vứt. Và đặc biệt đi học về hết vài chục triệu, hết cái tiền đầu tư xe thì làm sao mà để dạy các bạn được. Trên mạng Facebook giờ có rất nhiều ông thầy loay hoay để dạy các bạn, nhưng xe đâu mà đầu tư, tiền đâu, có dám vay ngân hàng không? Đi học chiến lược về tiếp tục bảo mày vay ngân hàng đi, đầu tư một cái xưởng lớn, mở cái trung tâm, mở ra đào tạo không ai tới học, tới ma tới học, thì tiền xây trung tâm, tiền xe chết vỡ mồm, hàng tháng phải trả tiền ngân hàng, ngân sách nhà nước. Có rất bạn, nhiều bạn đi học cái phun xăng điện tử về nhà trên mạng Facebook làm đình làm đám mà có làm ăn được gì đâu. Lâu lâu like vài con xe, nói nó có rõ đâu, sạch. Như Điện Tuấn nhiều anh em vào nói ngọng, hôm nay kéo cái lưỡi nó dài ra, tối nào cũng vậy, phải cột cái lưỡi mồm này kéo nó dài ra để nó không bị ngọng nữa. Nó phải tập, và thứ nhất là nó phải có cái năng khiếu, chứ không phải ai cũng làm được. Đúng không anh em? Không phải ai cũng làm được đâu, khó lắm. Điện thoại cứ gọi liên tục, đặt hàng anh em cứ nhắn tin Zalo cho nó dễ kiểm soát. Hả? Được chưa? Hả? Máy kia hả? Tí nữa đi tên Miu. Hả? Ông kia hả? Tí điều khiển tên Miu cài qua chứ, tên Miu ấy. Sao không tải được? Mình lấy ở đâu ra mà không tải về? Quét làm gì gói này? Đâu? Ở tinh cơm ấy. Đâu tí tài về thế nào? Ok.
Inbox anh em ơi. Anh Vũ Văn Tuân thì liên hệ anh Nguyễn Hồng Hoàng Hưng. Ok Hoàng Hưng. Đấy. Đầu tiền sáng rồi mới đi vay nóng anh em ơi. Toán bốc nóng mà đầu tư công nghệ vay ngân hàng kinh khủng. Đấy. Đầu tư mua xe này anh em biết mấy trăm triệu không, để dạy chơi một quả một sống hay là chết, bởi vì Tuấn liều lắm. Đây này, đấy chuẩn bị xong này. Ok, chuẩn bị chiều nay lên này. Anh em chỉ cần ngồi ở nhà cũng nhận được cái món này, ghi rõ rồi. Đấy. Giá cơm nếp, giá bó rau muống. Còn tài liệu anh em là cần cứ inbox. Đấy, ghi rõ cho anh em. Tranh giành nhau làm cái gì? Cuộc sống cứ thoải mái đi. Duyên trời cho ai, người đấy sẽ nhận. Rồi. Đây, đây là cái hộp vị trí của điều khiển ABS. Nó có vài sợi dây dâu dìa này này. Rồi. Đấy. Nó chỉ có 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, hết tới 13, 14, 15, 17, 18, 9 và 18. Nó sẽ là dây mát và dây nguồn nuôi cho hộp điều khiển ABS. Đấy. Đây. Còn vị trí chân của SCU của những dòng SH viết cực rõ. Nhưng quan trọng về chúng ta có làm được hay không? Không phải là đọc cái này về các bạn đã thành công đâu. Đặt cái này thành công thì chẳng ai phải nghiên cứu. Ok. Đấy. Rồi, còn anh em nào cả nước, anh em nào có nhu cầu muốn chinh phục cái phun xăng điện tử này ấy, mà hồi giờ chúng ta kiến thức yếu ấy, tôi sẽ hướng dẫn cho anh em dễ hiểu. Đầu tư bất động sản phải sao gọi ghê đấy nhở. Đâu đâu, em gốc ở ngoài Bắc mà hiện tại đang ở Bình Định anh ơi. Dạ, em gốc ngoài Hà Nội. Dạ dạ. À thợ hả? Không, mình chỉ hướng dẫn anh em học phun xăng điện tử thôi, thợ ở đây đủ rồi. Làm nghề lâu chưa? Ôi giời, làm luyện khóa nữa, về nhà làm cái tiệm cho nó to. 4 năm tay nghề không cần phải học nữa. Đào tạo cho khóa học phun xăng điện tử rồi anh em biết cái cơ bản rồi, từ từ có xe vào chinh phục nó là xong, đừng đi học nữa. Học cái đó vào trong nhóm, học tới tận già luôn. Đúng rồi, cái đó phải chuyển khoản đóng phí rồi anh em đưa tài liệu, đưa số địa chỉ nổ, địa chỉ số tài khoản, địa chỉ số điện thoại người nhận gửi tài liệu về cho anh em. Đúng rồi, đào tạo bài bản cho anh em luôn. Gần nửa, hơn nửa chỉ vàng. Vàng bên đây nhiêu ấy nhỉ? Vàng bao nhiêu bên đây, bên em một chỉ bao nhiêu? Thì hơn nửa chỉ chút. Quá rẻ. Thì cố gắng chứ có gì đâu. Diễn nho dễ, ok. Rồi. Chưa mở tiệm à? Học 4 năm mà chưa mở tiệm à? Có 50 triệu không? Chưa có 50 triệu à? Thôi cố gắng đi, cố gắng ok làm. Tích góp chút bảo gia đình cho mượn khoảng 50 triệu. Đừng mượn nhiều. 50 triệu là tạm tạm được rồi. Cố gắng đi, bây giờ mình phải tiết kiệm. Tiết kiệm nhá, phải đúc góp tiết kiệm. Bởi vì đồng tiền ấy, nhiều người kiếm nó dễ, nhiều người khó lắm. Cố gắng nhá. À
À bây giờ anh em muốn xin ở trung tâm Hà Nội sửa xe đúng không? Rồi ok mình xin cho. Lương được hay không? Bây giờ tay nghề mình làm gì? Làm được một con máy xe Dream trọn gói. Em thì thầm chưa? Xe ga biết làm gì chưa? Đèn còi xi nhan, nồi niêu xoong chảo vỗ được chưa? Rồi bây giờ lương muốn bao nhiêu? Có chỗ ăn chỗ ở luôn. Rồi bây giờ cứ nói, bây giờ cứ miệng miệng, bây giờ có chỗ ăn chỗ ở, sáng tự túc, cơm trưa cơm chiều, chỗ ăn chỗ ngủ đầy đủ, muốn tháng bao nhiêu? Chục hả? Hơn chục hả? Thì bây giờ chục thì hơn chục, tiền Tuấn không dám hứa, anh em dám thử tay nghề 3 ngày không? Nồi côn xe ga làm được luôn rồi hả? Nồi côn xe ga làm được luôn rồi hả? À ok, vậy là giỏi rồi. Rồi rồi, để chút xíu liên hệ với anh kia coi. Được thì tất cả phải thử nghiệm để người ta coi tay nghề mình, người ta được là người ta trả 10 triệu, mười mấy triệu ngay chứ có gì đâu. Đúng rồi. Nói chung bây giờ lương là chứng minh tay nghề. Rồi rồi ok. Rồi 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 rồi. Anh em vào Zalo số này nhé. Rồi rồi vào Zalo nhá. Rồi ok. Đấy anh em cần cái gì thì anh em cứ inbox. Quẹt đâu nhỉ? Nhân tay lên ạ. À. Ấy tài liệu trắng đen và biến màu. Và anh em nào cần thì Tín Tuấn sẽ lấy tài liệu tất cả của những ông thầy ông mạng ở trên mạng Facebook về Tín Tuấn photo bán cho anh em. Nhưng Tuấn sẽ thanh lọc, không cần phải lườm rà. Anh em nào muốn tất cả tài liệu trên mạng Facebook của những thầy bà nào không? Tuấn in ra bán nhưng thì Tuấn phải thanh lọc. Cái nào cảm thấy ok anh em dễ nhét vào thì Tuấn mới in, cái nào không nhét vào thì đừng nên in, bởi vì nhiều thật sự ở trên mạng này tài liệu nào Tuấn cũng có và đọc nó hoa hết cả mắt. Tuấn không có thích, Tuấn chỉ cần thích cái chân IC thế thôi. Đấy, chỉ có thích cái chân IC này, mở ra nó quạt ngay ở mắt này là sau, anh em hiểu không ạ? Đấy nên cuộc đời nó chỉ là nhỏ nhoi thế thôi. Sống hôm nay thì đứt hơi thở vào ngày mai. Không có điều gì biết trước cả. Nên em cần gì inbox cho Tuấn. Này. Đấy. Thì tất cả một con xe yếu tố anh em phải cần có nguồn và có mát. Tất cả tín hiệu thì anh em tính sau. IC phải có nguồn có mát để cho nó hoạt động. Chủ chả anh em thấy không? Nó lung tung sù bùng hết ở trong này, nó như một đám rừng. Chữ to. To. Ừ. Inbox anh em ơi, giá rẻ mà. Vài trăm nghìn chứ mấy anh em. Đấy, có vài trăm nghìn thôi. Đây này. Trời, chúng ta về nhà làm tiện quá, nó đáp ứng cho anh em cái tay nghề chúng ta đỡ phải
mò mịt, nó đơn giản vậy thôi. Nhờ, về nhà chúng ta mua hai kẹp cá sấu hoặc là hai kẹp cá to cũng được. Đấy, chúng ta tung tăng khi con xe ấy. Con xe nếu mà anh em chưa có điều kiện mua xe, khách hàng bỏ một con xe sơn sửa làm máy, thì chúng ta làm máy xong thì chúng ta đừng gọi khách hàng giao vội. Chúng ta phải nghiên cứu qua một cái. Nếu các bạn được học và những anh em được học đỡ khoảng 3 ngày nhỉ. Bởi vì nhiều anh em có tiền và nhiều anh em không có tiền. Anh em nào không có tiền thì chúng ta học 3 ngày trước để chúng ta hiểu về những cái ban bận đấy và những cái con cảm biến này, để chúng ta biết cái cách để chúng ta giả lập. Thế thôi. Cố gắng. Có mấy trăm nghìn thôi. Có mấy trăm nghìn thôi. Nó không có to tác gì cả. Nên hy vọng anh em biết được cái kiến thức. Quá rẻ mà. $700k combo tới 3 món tài liệu. Kể cả anh em mua giả lập này cũng bây giờ cũng được tặng online 3 đêm. Tất cả thì Tuấn không nhớ anh em nào cũng nhận được sản phẩm bất kỳ một cái điều gì. Tuấn hỗ trợ cho anh em khoảng 3 đêm. Đẹp trời chưa? Việt Nam này chưa ai làm được đâu. Tuấn cảm thấy sau tương lai đủ cái gì mà thì Tuấn đang mơ và ước nó sắp thành hiện thực thì tất cả nó đều là bờ lây và giá cực rẻ. Dạy anh em chỉ lấy tiền tầm bổ cho sức khỏe. Anh em hả? Đấy. Còn thật sự những cái công nghệ hay là những con xe này, cái thời mà thì Tuấn chưa dạy trên mạng Facebook thì Tuấn đã có hết rồi. Thì Tuấn thích những con xe là phải mua, nhưng làm sao là phải có tiền. Thích những cái máy là phải mua. Thích tất cả những cái gì cảm thấy nó lọt trong tầm mắt là phải mua. Nên ở nhà bây giờ chất đồng, chất đám. Nên cái cơ may nó đến với Đình Tuấn được anh em ủng hộ. Nên Đình Tuấn đứng ra hướng dẫn cho anh em hiểu thế nào là phu sa người tử. Hiểu một cách cực kỳ dễ, không đi rườm rà, không đi quá phê về nó, cảm thấy quá đau đầu anh em. Được không ạ? Anh em đừng có ngại, bởi vì Đình Tuấn kiểm soát không hết. Anh em nào chỉ cần nhận cái này bảo Tuấn ơi mình chưa được học online 3 đêm, ok. Tài liệu này cũng vậy. Anh em chưa nhận hoặc là nhận rồi anh em không phải ngại. Tuấn ơi, làm câu Tuấn ơi cũng được. Anh hoặc mình nhận tài liệu rồi, chưa vào nhóm, ok ngay. Cho các bạn thoải mái hết, cho các anh em thoải mái hết. Và đặc biệt, hôm nay những anh em nào mua những cái giả lập này, Tuấn ơi, mình đã được giả lập rồi, cho mình vào nhóm, ok ngay. Các bạn thao hồ vô trong đấy. Rồi anh em liên hệ cho em nhá. Anh em đừng có ngại, bởi vì em công việc nó hơi bị bận, điện thoại gọi liên tục. Anh em nhắn tin comment Zalo dùm. Đúng không ạ? Chỉ cần nổ địa chỉ số điện thoại. Anh em nhận được cái này rồi, anh em bảo Tuấn ơi mình đã nhận được cái này rồi, vào nhóm ok ngay. Anh em không có ngại. Rồi anh em comment nhắn tin Zalo lại dùm em hoặc Facebook nhá. Tất cả lên Facebook ở hết. Chúng ta chinh phục phu sa điện tử. Hy vọng 3 đêm nhỏ nhoi mang lại cho anh em nhiều sự may mắn. Có anh em nào chuyên sâu bỏ thêm nếm thêm chút xíu nữa, học full 14 ngày luôn. Rồi K8 này chỉ còn 2 đêm nữa là kết thúc. 2 đêm nữa là Đình Tuấn kết thúc khóa học K8. Và Đình Tuấn phải nghỉ ngơi trong vòng bèo nhất là phải 5 ngày. Tiếp tục giảng, tiếp tục khóa kéo dài trong vòng 14 đêm. Tài liệu bao la. Đấy. Rồi chiều nay cái mô hình này lên đường cho anh em luôn. Hai cái bán bớt cái nhiều quá. Đấy, ăn cơm xong thì Tuấn phải lên chiều nay có khoảng 20 toa. Đình Tuấn nổ phải 20 toa hàng. Anh em cần gì cứ inbox, máy móc. Đây mua máy thì được cái này luôn này. Ghi ở đây luôn. Đấy, tài liệu này đưa cho anh em thì nó khó quá. Đây ghi đây luôn. Bây giờ tiếp tục anh em mua máy nhá. Mua máy nếu anh em nào không tham gia khóa online, các bạn và các anh nhận luôn 5 phần quà này cho Tuấn. Kiểm tra đủ 5 phần quà này, thiếu gọi đi Tuấn bổ sung thêm. Có nhiều lúc khách hàng 5 phần quà này chỉ có 4, thiếu 1,
anh em bảo Tuấn ơi, 5 phần quà này thiếu một, ok, Tuấn gửi lại cho anh em kế tiếp. Còn nếu anh em nào tham gia khóa học online thì các bạn inbox. Còn mua máy các bạn làm một lần luôn 5 sản phẩm. Đây là Đình Tuấn muốn mang lại những cảm giác, những điều thú vị cho anh em. 5 cái này để anh em kiểm tra cô lập tất cả về xe phun xăng điện tử, không thiếu một cái gì luôn. Ghi rất rõ ở đây nhá, anh em đứng đòi hỏi một cái đồng hồ đo vôn, hai là một bộ giỏ lập ghi rất rõ 3 trong 1, một cái áp bơm xăng đồng hồ đấy nhá, 4 là một cục mô bin được mang ghi hiệu FI đồng hoàng, về nhà thử chết IC gọi ngay cho Đình Tuấn tặng cho con IC khác bởi vì Đình Tuấn cam đoan nó là FI. 5 là full bộ tài liệu combo tới 3 món, trị giá này nếu anh em bỏ tiền ra mua phải hơn 1 triệu Việt Nam đồng. Còn anh em nào tham gia khóa học online các bạn inbox riêng. Còn các bạn nào biết rồi, cầm 5 cái món này về tự động nghiên cứu. Giả lập inbox chiều nay gửi luôn. Chúng ta chia sẻ lên ạ. Chia sẻ lên những anh em ơi. Bởi vì đồng bào của chúng ta nhiều người còn khó khăn lắm. Nhiều người bây giờ muốn mở cái tiệm bỏ ra 50 triệu rất to. Nhiều người thì một ngày người ta kiếm ra 50 triệu. Thì cuộc sống nó luôn luôn là như vậy. Khi không thành công thì kiếm đồng tiền rất vất vả. Ngong một ngày thay được cái ruột, thay chai dầu cũng là khó. Có khi mà thành công một ngày thay tới 10 cái ruột, 10 chai dầu. Số phận của chúng ta, cơ hội đến với chúng ta chỉ có một lần. Một lần nếu đến với chúng ta, biết thời cơ nắm bắt, ắt các bạn sẽ thành công. Đấy, còn bây giờ cứ ngồi để chờ thời, cứ ngồi chờ để sung nó dụng thì không bao giờ có. Sung nó dụng thì phải có ngày có giờ. À, rồi. Được không ạ? Cảm thấy những gì Tuấn chia sẻ hay, anh em comment, nhắn tin. Thật sự livestream cái này nó cũng khô hết cả rát hết cả họng ấy. Nó không phải là sung sướng đâu. Nhưng Tuấn muốn mang lại, nhiều anh em phía sau khó. Nhiều anh em phía sau còn rất khổ. Không phải ai cũng có đồng tiền, ai cũng kiếm được đồng tiền dễ đâu. Rất khổ. Khác với ăn thiết xe máy, là cứ đổi xe máy để lấy trâu, lấy bò thì nó khác. Ơi, xin phép anh Công Nguyễn Dân, anh vào trong clip video của em đã hướng dẫn rất nhiều. Anh chịu khó vào cái trang cá nhân tay ga Đình Tuấn, anh gõ tay ga Đình Tuấn, anh kéo. Đấy, bộ giả lập này em mới đăng có vài ngày, có clip hướng dẫn ở trong đấy, trực tiếp cho anh em. Giá hạt rẻ, vài trăm nghìn. Đấy, còn anh em nào quan tâm về cái sản phẩm, chúng ta vào tay ga Đình Tuấn, kéo qua kéo lại, chúng ta xem. Do nhiều clip anh em xem sau thì chúng ta không thể nào biết được. Đó, chúng ta phải xem từ khúc đầu cho tới khúc cuối thì anh em mới có cảm nhận. Ok. Đây được ghi rất rõ cho anh em này. Cứ như vậy là múc. Rồi, cảm biến xăng VS. VS là gì? VS là tốc độ. Rồi, clip buổi trưa nay đến đây là kết thúc. Tuấn chúc tất cả anh em thứ hai đầu tuần vui vẻ, tràn đầy niềm hạnh phúc, sức khỏe. Chiều có sức khỏe để kiếm ra lúa. Rồi, xin chào mọi người.